tỷ Hải Phòng thì phải vắng đi Adrian Pagan vì chấn thương. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Cầu thủ Nam Định trong trang phục màu vàng thì một bảo vệ cầu môn phía tay phải hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Trong khi đó thì Hà Nội đã có chiến thắng 2-1 trước BKMX Bình Dương để tiếp tục Mai Xuân Quyết sút ngay. Ở V-League năm nay thì Mai Xuân Quyết chưa có được bàn thắng nào. Vừa rồi là một quyết định có thể nói là chấp nhận được của Mai Xuân Quyết. Vừa rồi là pha can thiệp của số 38 Nguyễn Trọng Hiếu. Rafael Sơn. Rồi là một tình huống tạt bóng không thành công của Rafael Sơn. Với việc Đỗ Melo đã ở trong vòng cấm thì những tình huống Rafael Sơn và người rất hay. Cầu thủ bị trượt chân là Thế Dương. Rồi là một pha trượt chân của Trần Mạnh Cường. Bóng tiếp tục trong chân các cầu thủ Nam Định. Rafael Sơn. Sơn đối đầu với Arino Smith. Melo. Bóng đã đến được đầu Melo. Nhưng trong một tư thế khó thì Melo không thể dứt điểm một cách hoàn hảo. Khả năng đánh đầu của Melo là rất đa dạng. Anh có thể đánh đầu được ở mọi cự ly, mọi tư thế. Tiếp tục là cao thủ Nam Định. Rafael Sơn. Bên cánh trái là Mai Xuân Quyết. Rất hay. Đã có lỗi của cầu thủ trẻ Nguyễn Trọng Hiếu. Trọng Hiếu năm nay mới 19 tuổi. Rất may là tình huống phạm lỗi ở bên phía ngoài vòng cấm. Một pha truy cản có thể nói là rất thiếu kinh nghiệm của số 38 Nguyễn Trọng Hiếu bên phía các cầu thủ Hải Phòng. Có một tình huống đá phạt ở sát vòng cấm cho các cầu thủ chủ nhà Nam Định. Rồi là một tình huống sút bóng ngay của Đoàn Thành Trường. Trong trận đấu với Thanh Hóa thì Thành Trường đã có một siêu phẩm đá phạt. Tình huống vừa rồi cũng là một tình huống mà Thành Trường có ý đồ dứt điểm ngay về phía khung thành của thủ môn Văn Toàn. Ghi bóng không thành công của Mai Xuân Quyết. Josep Mbappe. Sút này chân trái nguy hiểm. Pha đi bóng và dứt điểm rất nhanh bằng chân trái của đội trưởng Josep Mbappe của đội khách Hải Phòng. Đây chính là tình huống dứt điểm đầu tiên của đội khách về phía khung thành của Đinh Xuân Việt. Trong tình huống vừa rồi thì trung vệ Lâm Anh Quang chỉ có thể hạn chế tối đa phần nào được Mbappe. Vừa rồi cũng có thể coi là một tình huống dứt điểm nguy hiểm của đội khách. Tony Abazi. Mai Xuân Quyết. Trái là Mạnh Cường. Tạt bóng ngay. Melo. Không vào. Pha cản phá xuất sắc của Văn Toản. Chúng ta lại một lần nữa chứng kiến sự nguy hiểm ở những pha không chiến của Đỗ Melo. Vừa rồi không phải người đánh đầu là Đỗ Melo. Văn Toản đã bay người có thể nói là hết sức để cứu thua cho đội chủ nhà, đội khách trong tình huống vừa rồi.
rồi có thể coi là cơ hội nguy hiểm nhất của đội chủ nhà về phía khung thành của Hải Phòng kể từ đầu trận đấu đến giờ. Vừa rồi cũng là phát dứt điểm trúng đích thứ hai của Dược Lam Hà Nam Định kể từ đầu trận đấu. Lỗi của Trần Mạnh Cường với Nghiêm Xuân Tú. Trong ít phút thì hậu vệ trái Trần Mạnh Cường đã có những pha xử lý không thực sự an toàn bên phía phần sân nhà của Dược Lam Hà Nam Định. Các cầu thủ Nam Định cần phải biết rằng Nghiêm Xuân Tú là một cầu thủ có những tình huống đá phạt cố định cực tốt. Trận Thanh Hóa thì chính Xuân Tú cũng đã kiến tạo để cho Joseph Mbappe có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho cao thủ Hải Phòng. Là một tình huống treo bóng hướng đến cái đầu của Joseph Mbappe không thành công, không qua được rào chắn của cao thủ Dược Lam Hà Nam Định. Hữu Phúc, tạt bóng sớm của Hữu Phúc, nguy hiểm! Bàn thắng bất ngờ đến với các cầu thủ Hải Phòng. Như chúng tôi đã dự báo rồi, chơi ép sân, nhưng Nam Định sẽ phải có thể nói là hết sức đề phòng những sự phản kháng của Hải Phòng. Một pha tạt bóng sớm rất hay của Hữu Phúc bên phía cánh trái. Và trong một lần lên tham gia tấn công thì Adriano Smith, trung vệ bên phía Hải Phòng, đã có một pha đánh đầu có thể nói là tuyệt vời. Không có bất kỳ một lỗi nào của thủ thành Đinh Xuân Việt trong tình huống vừa rồi. Một pha đánh đầu có thể nói là điểm 10 của Adriano Smith. Bàn thắng đầu tiên của Adriano Smith ở mùa giải năm nay. Một pha đánh đầu quá đẹp. Trong khi Tony Amazi để mắt tới Diego Silva thì không ai theo kèm Adriano Smith trong tình huống vừa rồi. Chiều cao của Adriano Smith là rất tốt, anh cao 1m85. Và đương nhiên nếu như những cầu thủ nội bên phía Nam Định theo kèm Adriano thì sẽ rất vất vả. Phút thứ 31 của trận đấu và 1-0 cho Hải Phòng. Công bằng mà nói thì kể từ đầu trận đấu các cầu thủ Dược Nam Hà Nam Định chơi hay hơn, nhiều cơ hội hơn. Nhưng bóng đá là như vậy, chơi hay hơn chưa chắc đã có được bàn thắng. Mai Xuân Quyết, Rafael Sơn, nguy hiểm, dứt điểm không được. Sẽ có phạt góc cho các cầu thủ Dược Lam và Nam Định. Những phút thi đấu sắp tới chắc chắn sẽ là những phút thi đấu có thể nói là hay hơn. Nam Định sẽ phải dồn lên. Tốc độ trận đấu sẽ được đẩy lên cao hơn. Trận đấu giữa Quảng Nam và Đà Nẵng đang có kết quả hòa một đều. Tanda là người mở tỷ số cho đội khách, trong khi đó thì Rodrigo là người san bằng tỷ số cho Quảng Nam ở phút thứ 17 của trận đấu. Trên sân nhà thì Thanh Hóa cũng đang dẫn Sông Lam Nghệ An với tỷ số là 1-0. Đánh đầu và tỷ số là 1-1. Rất hay. Lại là Đỗ Melo, bàn thắng thứ 6 của Đỗ Melo ở mùa giải năm nay.
ngay sau khi để cho cao thủ Hải Phòng có bàn thắng sớm thì ngay lập tức Đỗ Melo đã gỡ hòa một đều cho đội chủ nhà. Trận đấu đang diễn ra hết sức sôi nổi. Bàn thắng thứ 187 của Đỗ Melo ở đấu trường V-League. Xin lỗi, bàn thắng thứ 137 của Melo ở đấu trường V-League. Đã 35 tuổi nhưng sự nguy hiểm của Đỗ Melo thì vẫn còn. Sân Thiên Trường như nổ tung sau bàn thắng sai bằng tỷ số của Đỗ Melo. Một bàn thắng bằng đùi của đội trưởng bên phía Nam Định. Nhưng không sao cả, quan trọng đó là bàn thắng. Ban lãnh đạo của Nam Định đang tỏ ra rất vui. Ta đã biết thì tuyến trẻ của Hải Phòng không thực sự tốt. Hồng Quân sút ngay. Vừa rồi là một pha phòng ngự không tập trung của số 88 Nguyễn Hạ Long bên phía đội chủ nhà. Suýt chút nữa thì Mạc Hồng Quân đã trừng phạt Dược Nam Hà Nam Định. Ở trong những trận đấu có tính chất quan trọng như thế này thì cao thủ nơi hàng phòng ngự cần phải chơi an toàn hơn. Đây là thời điểm mà hàng phòng ngự không được phép mắc sai lầm. Đây là trận đấu của cả mùa giải rồi. Hồng Quân, pha xử lý rất hay của Mạc Hồng Quân. Empande rất tốt. Lê Thế Cương dứt điểm. Một pha phối hợp rất hay của Joseph Empande và Lê Thế Cường. Một pha chồng nách trung lộ rất hay của số 9 Lê Thế Cường. Tốc độ của số 7 Hoàng Xuân Tân trong tình huống vừa rồi cũng rất tốt. Hải Phòng bắt buộc sẽ phải dồn lên để tìm kiếm một chiến thắng ở trong trận đấu này. Và lúc đó chắc chắn tốc độ trận đấu sẽ được đẩy lên rất cao. Đây là Adriano Smith, tác giả của bàn thắng mở tỷ số 1-0 trong hiệp 1. Thành Trường vẫn là cầu thủ sẽ thực hiện tình huống đá phạt cho Nam Định. Rất hay, Nghiêm Xuân Tú rất chống chảy bên phía cánh phải. Chuyền bóng không được. Bóng vẫn trong sân. Như vậy là sẽ có phạt góc cho cao thủ Hải Phòng. Một pha chuyền đổi phản công rất nhanh của các cầu thủ và Không Quân. Cánh phải là Nghiêm Xuân Tú. Diego nguy hiểm, Lê Thế Cường. Một tình huống móc bóng có thể nói rất đẹp mắt của Lê Thế Cường. Nhưng bóng đi đúng vào vị trí mà Đinh Xuân Việt đã chọn sẵn. Vừa rồi có thể nói là một tình huống xử lý rất hay của Lê Thế Cường. Ngay lập tức thì đội chủ nhà đã có một pha trả lời. Xuân Tân, Rafael Sơn. Xuân Tân đang chơi rất hay. Rất thoáng. Đỗ Melo suýt chút nữa tỷ số là 2-1 cho Dược Nam Hà Nam Định. Một pha tấn công rất có nét bên phía cánh phải của đội chủ nhà. Dấu ấn của cầu thủ trẻ Xuân Tân bên phía cánh phải. Và dứt điểm của Đỗ Melo cũng là rất hay. Vừa rồi may mắn là bóng không đi vào khung thành của Văn Toàn.
Hạ Long. Và chuyền bóng chuyển diện rất hay cho Đỗ Melo. Rafelson. Rafelson vừa rồi đã hơi lỡ trớn sau pha nhả bóng bằng đầu của Đỗ Melo. Nhưng đó cũng là một pha dàn xếp tấn công rất có nét của đội chủ nhà. Nếu như vừa rồi là một pha hãm bóng bằng ngực của Đỗ Melo thì có lẽ là cơ hội dành cho Rafelson sẽ rõ ràng hơn. Lê Thế Cương. Joseph Mbappe rất hay. Diego nguy hiểm. Vừa rồi thì Tony Abaji, chắc chắn Tony Abaji đã có lỗi trong tình huống vừa rồi khi anh không thể theo kịp được tốc độ của Diego. Trong những phút vừa rồi là những phút mà Hải Phòng đã chơi rất hay. Bàn thắng thứ tư của Diego ở mùa giải năm nay. Nhưng đây là một bàn thắng có thể nói là cực kỳ quan trọng. Vẫn là Joseph Mbappe với một đường chuyền không thể chê vào đâu được. Pha dứt điểm của Diego trong tình huống vừa rồi là hết sức tinh tế. 2-1 cho Hải Phòng. Và lốp bóng rất hay qua đầu thủ thành Đinh Xuân Việt. Phút thứ 62 của trận đấu và tỷ số đang là 2-1 cho đội khách. Các cổ động viên của Hải Phòng trên sân Thiên Trường đang rất vui. Một pha chơi bóng có thể nói là không thực sự quyết liệt của Tony Abaji và Trần Mạnh Cường. Trong tình huống vừa rồi thì chúng ta có thể nhìn thấy Diego xuất phát sau Tony Abaji và Trần Mạnh Cường. Nhưng có lẽ như hai cầu thủ của Nam Định đã nhường bóng cho nhau. Và họ đã bị trừng phạt bởi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Hải Phòng. Thời gian của trận đấu còn rất nhiều cho Dược Nam Hà Nam Định có thể nghĩ tới tỷ số sang bằng tỷ số. Và phạm lỗi có thể nói là rất thô của Trần Mạnh Hùng đối với Rafelson. Hết sức nguy hiểm. Rất có thể cầu thủ sẽ thực hiện tình huống này, đó chính là Đoàn Thành Trường. Đoàn Thành Trường đã có một siêu phẩm từ tình huống đá phạt trực tiếp ở cự ly xa hơn thế này rất nhiều trong trận đấu trên sân Thanh Hóa. Trận đấu mà cao thủ Dược Nam Hà Nam Định đã bị các cầu thủ Thanh Hóa gỡ hòa ở những phút cuối cùng của trận đấu. Cự ly này, liệu Đoàn Thành Trường có giúp đội chủ nhà có bàn thắng san bằng tỷ số hay không? Rất hồi hộp. Thủ đang nằm phía dưới hàng rào đó là Thế Dương. Không được. Và Thầy Trường đã bị trượt chân trong tình huống đá phạt vừa rồi. Mai Xuân Quyết tạt bóng ngay. Đánh đầu. Pha chạm bóng của Rafelson. Văn Toàn vừa rồi đã chọn vị trí tốt. Pha lật bóng của Trần Mạnh Cường. Rafelson cũng là cầu thủ có khả năng chơi đầu rất hay. Thủng lưới tới 27 bàn
Nam Định nằm trong top 3 đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất cùng với Quảng Nam và Hoàng Anh Gia Lai. Những tình huống phòng ngự có thể nói là hết sức mất tập trung. Abazi và Trần Mạnh Cường phải quyết liệt hơn nữa. Xuân Tân chậm mất rồi. Có lẽ ở nhịp đầu tiên thì Xuân Tân cần phải quyết đoán hơn. Không có quá nhiều không gian cũng như thời gian để cho cầu thủ trẻ mang số áo 17 bên phía chủ nhà có thể ngắm nghía trong tình huống vừa rồi. Một tình huống chơi bóng hơi cầu toàn của Xuân Tân. Xuân Tú rất tốc độ. Mbappé. Diego. Vẫn là Mbappé. Rất hay. Khả năng cầm bóng của Mbappé là rất tốt. Văn Trung. Pha tạt bóng của Văn Trung không thành công. Mạnh Cường sẽ có phạt góc cho Nam Định. Như vậy là ở sân Pleiku thì Trevor Wack đã có bàn thắng san bằng tỷ số 2 đều cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ở phút thứ 69. Bàn thắng thứ 6 của Trevor Wack ở mùa bóng năm nay. Ở mùa 2019 thì Trevi ngay ở giai đoạn lượt đi anh đã có 7 bàn thắng, nhưng ở giai đoạn lượt về thì Trevi đã mắc phải một chấn thương và anh đã không thể tiếp tục thi đấu đến hết mùa giải cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Hải Phòng tiếp tục có sự thay đổi người, cầu thủ vào sân để thay cho Mạc Hồng Quân đó chính là Văn Hạnh. Gì nguy hiểm. Hữu Phúc. Xuân Tú. Rất hay. Không có lỗi của cầu thủ Dương Nam Hà Nam Định. Như vậy là trọng tài Hoàng Mạnh Hà đã cho rằng một cầu thủ Nam Định đã phạm lỗi với Hữu Phúc. Diego rất nhanh. Không có lỗi của Mạnh Cường trong tình huống vừa rồi. Tiếp tục là pha xử lý hay của Hữu Phúc bên phía Hải Phòng. Một trận đấu rất hay của số 6 bên phía đội khách. Hữu Phúc cũng chính là cầu thủ đã có tình huống kiến tạo đầu tiên giúp Adriano Smith có pha đánh đầu rất đẹp mở tỷ số cho Hải Phòng. Trong trận đấu này thì Hữu Phúc có những tình huống phòng ngự cũng như xử lý bóng rất hay. Sẽ có phạt đền cho các cầu thủ Nam Định. Một tình huống phạt đền có thể nói là xứng đáng. Trọng Hiếu đã phạm lỗi. Cầu thủ trẻ nhất bên phía đội khách Nguyễn Trọng Hiếu. Sẽ có phạt đền cho các cầu thủ Nam Định. Vẻ mặt thất thần của ban huấn luyện bên phía Hải Phòng.
Trọng Hiếu năm nay mới 19 tuổi và những sai lầm như vừa rồi có lẽ rất khó tránh khỏi ở một trận đấu căng thẳng như thế này. Mai Xuân Quyết trong tình huống vừa rồi đã di chuyển rất rộng, có thể nói là một pha phòng ngự rất thiếu kinh nghiệm của Nguyễn Trọng Hiếu. Mai Xuân Quyết đã đỡ bóng ở một tư thế hướng đi ra ngoài, nhưng Nguyễn Trọng Hiếu đã có một tác động có thể nói là rất mạnh. Mai Xuân Quyết đang tỏ ra rất đau. Phạt đền là không thể tránh khỏi dành cho cao thủ Hải Phòng. Rafenson sẽ là người nhận trọng trách thực hiện tình huống đá phạt này. Hải Phòng đang có một thế trận phòng thủ tốt. Nếu như Rafenson thành công trên chấm phạt 11m thì các cầu thủ Hải Phòng chỉ biết tự trách mình mà thôi. Sai lầm cá nhân đến từ cầu thủ trẻ Nguyễn Trọng Hiếu. Rất hồi hộp. Rafenson đối mặt với Văn Toản. Rất căng thẳng. Tỷ số là 2-0. Chắc chắn là ban huấn luyện của Nam Định sẽ rất vui, vì trên sân Tam Kỳ, Quảng Nam cũng đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trước cao thủ Đà Nẵng. Và chắc chắn Nam Định sẽ phải cần ít nhất một điểm ở trận đấu này. Và đến thời điểm này, phút thứ 79 của trận đấu thì họ đang làm được. Nhưng Nam Định sẽ phải thi đấu hết sức tập trung. Hai lần trong trận đấu này thì Nam Định đã bị Hải Phòng dẫn trước. Rất may là cả hai lần thì Đỗ Melo và Rafenson là những cầu thủ đã san bằng tỷ số cho đội chủ nhà. Văn Toàn đã đoán được hướng đá của Rafenson, nhưng lực đi của cú đá là rất mạnh, rất hiểm hóc, rất khó để cản phá tình huống đá phạt đền như vừa rồi. Sân Thiên Trường một lần nữa này nổ tung. Romero. Một trận chung kết ngược. Trung vệ trẻ Nguyễn Trọng Hiếu bên phía đội khách Hải Phòng đã mắc lỗi ở thời điểm có thể nói là quá quan trọng. Phút 81 của trận đấu và tỷ số đang là 2-0. Trận đấu hết sức sôi nổi. Chắc chắn ở trận đấu này thì rất nhiều người sẽ để ý tới những kết quả của Quảng Nam và Đà Nẵng, Nam Định và Hải Phòng, những trận đấu thuộc khuôn khổ nhóm B. Ở thời điểm này thì cuộc đua trụ hạng chỉ còn là trận chiến của Nam Định, Hải Phòng và Quảng Nam mà thôi. Nam Định đang là đội bóng có ưu thế lớn nhất để trụ lại với V-League năm 2021. Hải Phòng tiếp tục có những sự thay đổi người ở những phút cuối cùng của trận đấu. Trước mắt chúng ta đó là Martin Lò. Đã rất lâu rồi chúng ta không nhìn thấy sự xuất hiện của Martin Lò trong đội hình của Hải Phòng. Những phút thi đấu có thể nói là bùng nổ. Khán giả Nam Định đang rất hưng phấn, cổ vũ rất nhiệt tình cho cầu thủ chủ nhà. Một kết quả có thể nói là xứng đáng cho Nam Định cho đến thời điểm này. Rafenson.
Đã có một tình huống văng tay của Văn Trung vào mặt của Rafael Sơn. Trọng tài biên đã đứng rất sát trong tình huống vừa rồi và có lẽ ông sẽ phải can thiệp. Cái tay rất thừa của Văn Trung. Mbappé! Lại lờ một lần nữa thì hàng phòng ngự của Nam Định lại thi đấu quá mất tập trung. Và lần này lại là Tony Abaji, anh không thể theo được Joseph Mbappé. Chúng tôi đã cảnh báo rồi, hai lần dược Nam Hà Nam Định đã bị đội khách vượt lên. Và đây là lần thứ 3, lại là cái tên Joseph Mbappé. Nếu như Hải Phòng giành chiến thắng ở trong trận đấu này và trụ hạng trước sớm một vòng đấu thì Joseph Mbappé chắc chắn sẽ là một công thần lớn nhất của Hải Phòng ở mùa giải năm nay. Và phòng ngự quá mất tập trung. Trước đó là một tình huống pha bóng trượt, sau đó là một pha phán đoán sai của Tony Abaji. Một trận đấu quan trọng như thế này, hàng phòng ngự của Nam Định liên tục mắc lỗi. Có thể là ngoài bàn thắng của Andrew Smith ở hiệp đấu đầu tiên, bàn thắng mở tỷ số, đó là một bàn thắng đẹp. Hai bàn thắng còn lại của Hải Phòng đều đến từ những lỗi phòng ngự của các trung vệ bên phía Nam Định. Phút 84 của trận đấu và tỷ số đang là 3-2 nghiêng về các cầu thủ Hải Phòng. Thời gian của trận đấu không còn nhiều nữa. Một trận đấu trạng thái cảm xúc thay đổi liên tục. Nam Định đang tự làm khó mình. Rất khó khăn. Chắc chắn những phút còn lại của trận đấu này là những phút mà hàng phòng ngự Hải Phòng sẽ chơi rất tập trung. Vẻ mặt thất thần của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Rất căng thẳng. Hoài Dương vào thay cho Thế Dương, Nguyễn Thành Đồng vào thay cho Nghiêm Xuân Tú. Có lẽ ban huấn luyện của Hải Phòng đang củng cố hàng phòng ngự của mình. Tỷ số đang có lợi cho các cầu thủ khách. Mai Xuân Quyết cũng phải nhường chỗ cho số 23 Phan Văn Hiếu. Khẩn trương của cầu thủ Nam Định. Quảng Nam đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 trong trận đấu gặp cầu thủ Đà Nẵng. Đó là một trong những kết quả có thể được dự đoán trước. Đà Nẵng gần như đã hết động lực trong một trận đấu mà họ đã thiếu đi rất nhiều trụ cột khi phải làm khách ở sân Tam Kỳ.
chắc chắn đây sẽ là một kết quả mà Quảng Nam cũng không mong muốn. Nếu như Nam Định có kết quả hòa trận đấu này thì ở trận đấu cuối cùng họ sẽ được quyền tự quyết định số phận của mình. Melo. Và pha bóng của Văn Trung. Diego. Ngay cả Joseph Mbande cũng đang rất tích cực lùi sâu để tham gia phòng ngự. Diego cũng vậy. Melo. Raphaelson rất nguy hiểm. Suýt chừng nữa thì Raphaelson đã có thể tiếp cận được trái bóng. Miếng đánh vừa rồi sẽ chắc chắn là miếng đánh được cao thủ Nam Định sử dụng rất nhiều ở những phút cuối cùng của trận đấu này. Những tình huống bóng bổng tới cái đầu của Đỗ Melo. Không có gì nguy hiểm đối với Văn Toàn. Ở nhóm A thì Sài Gòn cũng đã nâng tỷ số của trận đấu giữa Hoàng Gia Lai lên 4-2. Và bắt bóng hợp lệ của Văn Toàn. Tiếp tục một trận đấu nữa mà hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai thủng lưới rất nhiều. Bốn trận đấu ở vòng 2 giai đoạn 2, Hoàng Gia Lai cho đến thời điểm này đã để thủng lưới tới 15 bàn thua. Thanh Hóa cũng vẫn đang dẫn trước Sông Lam Nghệ An với tỷ số là 1-0. Và nếu tỷ số này giữ nguyên thì trận đấu cuối cùng Dược Nam Hà Nam Định sẽ phải có một trận đấu khó khăn trên sân Vinh trước Sông Lam Nghệ An. Cuối cùng của giai đoạn 2 nhóm B EFB League 1 năm 2020. Thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ hai là 6 phút. 6 phút cho những nỗ lực của Dược Nam Hà Nam Định. Mbande! Diego! Quá đáng tiếc. Lẽ ra Diego phải làm tốt hơn trong tình huống vừa rồi. Và can thiệp kịp thời của Adriano Smith. Trận đấu đang diễn ra có thể nói hết sức sôi nổi. Nam Định cần phải hết sức tập trung những tình huống phản công của các cầu thủ Hải Phòng. Uniabaji. Xuân Tân. Phần trường của Đinh Xuân Việt. Kỳ trái là Trần Mạnh Cường. Như vậy là trọng tài Hoàng Mạnh Hà xác định đã có lỗi của Adriano Smith đối với Trần Mạnh Cường. Tình huống cố định như thế này sẽ rất nguy hiểm. Khi bên trong đó là Đỗ Melo và Raphaelson. Chắc chắn cả Tony Abazi cũng sẽ lên tấn công trong tình huống này. Một trận đấu
đấu quan trọng, nhưng Tony Abaji đã có một thế trận phòng ngự không tốt khiến cho đội chủ nhà phải nhận hai bàn thua. Một pha va chạm giữa Văn Hạnh và Đỗ Melo. Cả hai đều không vừa. Nhưng có lẽ Văn Hạnh cũng không đau đến mức như vậy. Thời gian đang dần trôi về những phút cuối cùng, những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Liệu các cầu thủ Dược Nam Hà Nam Định có một lần nữa san bằng được tỷ số ở trận đấu này hay không? Thẻ vàng dành cho đội trưởng bên phía Dược Nam Hà Nam Định. Cả Văn Hạnh và Đỗ Melo đều phải nhận thẻ. Một quyết định chính xác của trọng tài Hoàng Mạnh Hà. Đánh đầu! Không vào! Một lần nữa thì Văn Toàn lại xuất sắc sau pha không chiến của Đỗ Melo. Rất đáng tiếc cho Nam Định. Nếu như tỷ số là 3 đều thì chắc chắn đây sẽ là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Thời gian không còn nhiều nữa. Thẻ đỏ dành cho Văn Hạnh. Thẻ vàng thứ hai. Văn Hạnh luôn luôn là như vậy. Lúc này là lúc mà cầu thủ cả hai bên cần phải bình tĩnh hơn. Văn Hạnh là cầu thủ thi đấu rất máu lửa, nhưng đôi khi sự máu lửa của anh lại không đúng lúc. Nói đến Văn Hạnh, người ta nhớ đến tình huống vào bóng của anh đối với Văn Thành của anh Gia Lai. Một tình huống mà các trọng tài chỉ rút thẻ vàng. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà không chần chừ rút cho Văn Hạnh một cái thẻ vàng thứ hai. Có lẽ như trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã rút thẻ vàng vì lỗi hành vi của Văn Hạnh. Những phút căng thẳng cả bên ngoài sân. Giây cuối cùng của trận đấu rồi. Cuối cùng để cho Nam Định có thể nghĩ tới bàn thắng san bằng tỷ số. Không được. Đây không phải lần đầu tiên trong trận đấu này thì Đoàn Thành Trường đã có những tình huống đá phạt có thể nói là không thành công. Bóng đi rất thiếu chính xác. Quảng Nam đang dẫn Đà Nẵng 3-1. Niềm vui của các cổ động viên Hải Phòng trên sân Thiên Trường. Có lẽ là sau tình huống phát bóng của Văn Toàn thì trận đấu này sẽ kết thúc.
rất buồn của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Một trận đấu có thể nói là thành công ngoài mong đợi của Hải Phòng. Rất nhiều cung bậc cảm xúc trong trận đấu này. Diabazi. Và pha bóng của Mạnh Hùng. Phút bù giờ thứ 8. Như vậy là cơ hội có lẽ đã không còn đối với Dực Nam Hà Nam Định. Như vậy cuối cùng thì trận đấu đã kết thúc. Chiến thắng chung cuộc nghiêng về đội khách Hải Phòng với tỷ số là 3-2. Hải Phòng đã chính thức trụ hạng trước một vòng đấu. Trong khi đó thì Dược Nam Hà Nam Định sẽ phải làm khách ở trên sân Vinh ở vòng đấu cuối cùng của nhóm B. Một trận đấu mà các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẽ cần một trận hòa. Chắc chắn Nam Định sẽ cần một trận hòa để chính thức ở lại với V-League năm 2021. Như vậy đây là một trận đấu khó khăn của Nam Định. Họ đã có những phút bùng nổ khi gỡ hòa 1-1 rồi 2-2. Nhưng ở những phút cuối cùng thì công thần của Hải Phòng ở mùa bóng năm nay, đó là đội trưởng Joseph Mpande, đã ấn định chiến thắng với tỷ số 3-2. Một trận đấu không thành công của Tony Abaji và các cầu thủ xung quanh anh. Hàng phòng ngự của Nam Định trong trận đấu này chơi không tốt. Một trận đấu mà họ cần chơi thật sự an toàn, nhưng đã để thủng lưới tới 3 bàn. Một sự tiếc nuối của cổ động viên Nam Định và niềm vui của các cổ động viên Hải Phòng sau khi đội nhà chính thức trụ hạng ở V-League năm nay. Diego, Andrew Smith, những cầu thủ đã ghi bàn cho Hải Phòng trong trận đấu này. Nhưng cầu thủ chơi hay nhất bên phía Hải Phòng có lẽ là Joseph Mpande. Khán giả Hải Phòng đang rất vui. Còn đây là nỗi buồn của các khán giả Nam Định. Rất buồn. Như vậy là phải đến vòng đấu cuối cùng, vòng đấu thứ 5 của nhóm B thì Nam Định mới có thể quyết định được số phận của mình ở V-League năm nay. Thưa quý vị và các bạn, những tín hiệu vừa rồi cũng đã kết thúc buổi tường thuật của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được gặp quý vị và các bạn trong những buổi tường thuật tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.